OK, nè, phía này là dân ở đó thì mò lấy hay là dân một công tài vừa đậm na tới căn stadium hay nhóm mau hay nhóm mau nhưng mà đó mau ở bay há dân cái lên nhé thì chắc làm lên mau ở bay xa hay phiền nhưng từ mà đó nhưng mà tất cả các cốt tuy nhiên lẹt mà nhưng đại mà toàn màu ok rồi muốn màu như thế mấy đại sự năng dưỡng tiền một hai cái chuyện ở đây stand hàng hàng bên cái đây mẹ tôi thằng nói tại đằng kia ao trộn nó mới xuống kia đại mà toàn kì mà nhỏ cho bị mai rotting out môi mở chỗ ok OK nào, khi là dừng thử rồi lấy đồ sport xong, rồi dừng tìm đam online, dừng thử cả đồ sport. Nhiều lợi nhuận mặt đỏ lại đẹp thằng này hay để sao tay nhóm mặt tao thằng nó để sao được hơn cho mình tập trên một thằng này không có kì đẹp nhé thì sắp đam đi nhé thì mình đi chỉ đọc mùi ấy sâu mà lại đi toàn bàn của thì hay lúc bó xung nhập tì để chấm tì bỏ khang này là với và khăn bàn từ khang này là về ô một phần này đau mình tên nè đấy ơi đây dựng ai trộm mười ba phần thơ lươn mình đây cái đầu coi hạ cái đầu cái gì làm tên là cái
cái nè khi ở lâu cặp cua chọc tăng thì mua ấy thì nhung chơi một kèo thì cuối nhung quay hạt đau ngay ấy bay như chuối nè khi ai nâng một quan tro ở thằng phi thằng na tôi châu của khu đây lâu rồi ai thắt sẵn rồi ai nhắm sẵn về chỉ tập tình tầng phở nhắm sẵn mình tầng phở này tình tầng phở tình ai nhắm sẵn mình thấy ở chọc thằng thì mui mảnh cứ mui số naga naga vô thì ở ai mui số chẳng chọc thằng thì phí ai nâng smart được ai nâng ở nãy cả vợ chén thì có anh đang ở ai chén mình bị bỏ chén mình ở đây những tình anh nhắm lắm ok nè phía lấy cà chua chập đam mà lên tăng thì kia nè đây là tập hoa tăng thì muối từ tôn muối ngày nay là con thỏ mà mới trở lại nè, học tinh tế. Thời ban mình cho mấy là tập pháo bay muối naga vừa bay ISI muối thì cho mấy nhóm có việc cho từ từ ở Tehran được làm anh ơi thế này cái này ở cả cuốn nó lo mở đấy cả cuốn sắp phải tụ bay ở naga vừa xuất ban bay của cái đó hiện tại ISI có bên là cả trở lại tập quán đấy mẹ chăm tí lo đấy mẹ chăm tí có từ ban trưởng tụi việc tí hãy đón dám ok ngày ní ở ăn đang dễ ok nè ok ăn thấm nắng ấy chụp phim là bị đậu phải bye bye.